Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tạp chí Sức khỏe và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Sở Y tế tổ chức khám mắt cho học sinh tiểu học. Tập huấn quản lý hồ sơ sức khỏe tại các địa phương. Nhiều xã có tỷ lệ nhiễm virus viêm gan B, C cao. Cẩn trọng với trà Slim Cường Anh trên một số website. Trong một thầy thuốc và người bệnh, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về cách chăm sóc trẻ tự kỷ tại nhà. Bài thuốc chữa đau dây thần kinh tọa sẽ có trong mục cẩm nang y học kỳ này. Phần cuối chương trình là câu chuyện y tế hiệu quả từ dự án Dores tại Trung tâm Y tế huyện Ân Thi. Sau đây là nội dung chi tiết. Thực hiện mục tiêu về y tế học đường năm 2019, vừa qua Sở Y tế tỉnh đã tổ chức khám sàng lọc tật khúc xạ và các bệnh về mắt cho học sinh tiểu học nhằm giúp học sinh sớm phát hiện mắc tật khúc xạ và các bệnh về mắt. Từ ngày 12 tháng 9 đến ngày 22 tháng 9, Sở Y tế phối hợp cùng các bác sĩ Bệnh viện Mắt tỉnh đã tiến hành khám sàng lọc cho trên 2.000 học sinh thuộc các trường tiểu học An Tảo, Hiến Nam và trường trung học cơ sở Lam Sơn, thành phố Hưng Yên. Qua khám sàng lọc, các học sinh đã được đo thị lực, phát hiện tật khúc xạ các bệnh về mắt, được các bác sĩ tư vấn về cách chăm sóc, giữ gìn cho đôi mắt khỏe mạnh. Một số trường hợp nặng được tư vấn tới các bệnh viện chuyên khoa để thăm khám và điều trị các bệnh về mắt. Trước đó, trong đợt khám sàng lọc đợt 1 vào tháng 8 tại 3 trường tiểu học Nguyễn Huệ, Hoàng Lê và Lam Sơn trên địa bàn thành phố, các bác sĩ đã sàng lọc và phát hiện có hơn 15% các em học sinh mắc tật khúc xạ về mắt chưa được điều trị. Thực hiện kế hoạch số 20 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về lập hồ sơ khám quản lý sức khỏe cho người dân trên địa bàn tỉnh, vừa qua, Trung tâm Y tế huyện Kim Động và huyện Ân Thi đã tổ chức buổi tập huấn triển khai kế hoạch lập hồ sơ khám quản lý sức khỏe cho người dân trên địa bàn. Tại Kim Động, tham gia lớp tập huấn có hơn 100 cán bộ y tế, gồm đội trưởng đội y tế dự phòng, các trạm trưởng trạm y tế và đội ngũ y tế thôn, đội của 17 xã, thị trấn của huyện Kim Động. Đối tượng lập hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân là toàn bộ toàn dân trên địa bàn huyện, phân loại thành 6 nhóm. Các cán bộ y tế thôn, đội sẽ được tổ chức điều tra tại các hộ gia đình để lấy các thông tin cá nhân, lập danh sách các nhóm đối tượng. Việc lập hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân đảm bảo mỗi người dân có một hồ sơ sức khỏe duy nhất và thống nhất lưu trữ trong hệ thống quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử trong toàn quốc. Hoạt động này nhằm thiết lập hồ sơ quản lý sức khỏe cho người dân trong toàn huyện để mọi người đều được quản lý, theo dõi, chăm sóc sức khỏe ban đầu, tư vấn sức khỏe và điều trị hoặc chuyển tuyến phù hợp. Tham gia lớp tập huấn điều tra, rà soát, lập hồ sơ khám quản lý sức khỏe tại huyện Ân Thi có trạm trưởng trạm y tế của 21 xã, thị trấn và 141 y tế thôn, cộng tác viên dân số trên địa bàn huyện Ân Thi. Tại lớp tập huấn, các học viên đã được giới thiệu tổng quan về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác điều tra, rà soát, lập hồ sơ, khám và quản lý sức khỏe, hướng dẫn các bước thu thập thông tin, triển khai lập hồ sơ sức khỏe và giới thiệu kế hoạch triển khai hồ sơ quản lý sức khỏe cho người dân. Ngoài ra, các học viên còn được hướng dẫn thu thập thông tin, ghi chép hồ sơ sức khỏe cá nhân gồm thông tin hành chính, thông tin tiền sử và các yếu tố liên quan lịch sử tiêm chủng, cung cấp các biểu mẫu, rà soát đối tượng và phân loại đối tượng khám, quản lý sức khỏe. Sau khi Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hưng Yên triển khai khám sàng lọc viêm gan virus BC tại cộng đồng, thì kết quả tỷ lệ trung bình người nhiễm chiếm hơn 7,3% số người đến khám. Và điều đáng lo ngại là tâm lý của rất nhiều người còn chủ quan với bệnh. Chương trình khám sàng lọc được thực hiện tại 12 xã thuộc 6 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Trong đó cao nhất là 3 địa phương, xã Phùng Hưng, huyện Khoái Châu, 14,71%, xã Quảng Châu, thành phố Hưng Yên, 10,3% và xã Bình Minh, huyện Khoái Châu, 9,8%. Với diễn biến âm thầm, bệnh viêm gan B, C có rất ít triệu chứng, đặc biệt là giai đoạn đầu triệu chứng rất mơ hồ, dễ nhầm lẫn với bệnh khác. Người bệnh thường tình cờ phát hiện ra khi kiểm tra sức khỏe. Nếu như không tầm soát và kiểm tra thường xuyên với chu kỳ khám 6 tháng đến 1 năm thì rất có thể bỏ sót giai đoạn virus phát triển. Lúc đó người bệnh có thể đã bị xơ gan và lâu dài dễ tiến triển sang ung thư.
cẩn trọng với thông tin quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe trà Slim Cường Anh trên một số website. Đây là cảnh báo của Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế đối với thông tin quảng cáo của sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe trà Slim Cường Anh trên một số website. Trong thời gian vừa qua, trên các website cườnganhauthentic.com, cườnganh.com, cườnganh.vn quảng cáo các sản phẩm bảo vệ sức khỏe trà Slim Cường Anh và thực phẩm bảo vệ sức khỏe trà thảo mộc Cường Anh sai quy định của pháp luật. Các nội dung quảng cáo về sản phẩm, công dụng của sản phẩm không đúng theo nội dung hồ sơ công bố đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận. Sản phẩm này được công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại dịch vụ Cường Anh Authentic, địa chỉ tại tầng 4 số 696, phố Quang Trung, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội công bố và chịu trách nhiệm chất lượng sản phẩm. Cục An toàn Thực phẩm đã mời công ty lên làm việc, tuy nhiên công ty khẳng định các website trên không phải là của công ty. Công ty không thực hiện quảng cáo các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe trà Slim Cường Anh và thực phẩm bảo vệ sức khỏe trà thảo mộc Cường Anh trên các website này. Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế khuyến cáo người tiêu dùng không mua các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe trà Slim Cường Anh và thực phẩm bảo vệ sức khỏe trà thảo mộc Cường Anh trên các trang web Internet nêu trên. Thưa quý vị và các bạn, điều trị bệnh tự kỷ cho trẻ, ngoài điều trị của các bác sĩ thì việc chăm sóc từ gia đình cũng hết sức quan trọng. Nhưng gia đình nên làm gì để có thể điều trị tốt nhất cho trẻ là câu hỏi mà nhiều bậc phụ huynh còn chưa rõ. Để trả lời cho câu hỏi này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình và bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Hữu, Phó Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên. Xin chào bác sĩ, cảm ơn bác sĩ đã tham gia chương trình tạp chí Sức khỏe và đời sống của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Thưa bác sĩ, việc chăm sóc trẻ tự kỷ có điểm gì khác so với việc mà chăm sóc các trẻ mắc các bệnh thông thường như là sởi hay là tay chân miệng? Hội chứng tự kỷ là một cái hội chứng mạn tính. Chính vì vậy mà cái việc can thiệp chăm sóc cho các cháu phải kéo dài trong nhiều tháng, nhiều năm, thậm chí là cả đời. Do đó mà cái việc mà các gia đình cần nắm bắt được những cái kỹ năng chăm sóc trẻ tự kỷ là rất là quan trọng. Vì những cái khó khăn của trẻ tự kỷ nó khác nhau qua từng giai đoạn phát triển của trẻ. Ở độ tuổi đi học thì trẻ tự kỷ lại gặp những cái khó khăn trong việc kết bạn, trong cái việc hoạt động nhóm. Đến tuổi trưởng thành thì đấy là những khó khăn về vấn đề tâm sinh lý, về giới tính. Và ở độ tuổi sau đó thì là những cái vấn đề liên quan đến công việc. Trẻ tự kỷ thì thường hay nổi cáu. Trong những lúc như vậy thì cha mẹ hoặc là người chăm sóc trẻ thì cần phải làm gì thưa bác sĩ? Cơn nổi cáu là một cái cơn xung động. Trong biểu hiện của cơn xung động thì trẻ sẽ có biểu hiện là dễ dụa, la hét, đập phá, quăng đạp. Thì khi mà trẻ tự kỷ có những biểu hiện đấy thì nếu như mà là trong những cái hành vi đấy nó ảnh hưởng đến bản thân đứa trẻ và những người xung quanh thì cha mẹ cũng cần phải bình tĩnh và kìm giữ trẻ bằng một cái thái độ bình tĩnh, lời nói, cử chỉ ôn hòa để làm sao động viên trẻ để trẻ thoát ra khỏi cái cơn xung động đấy, kết hợp với lại massage trị liệu. Trong trường hợp cơn xung động mà xảy ra ở cái môi trường mà chúng ta thấy là an toàn, ví dụ trong một cái phòng, thì các bậc phụ huynh cũng có thể lơ đi, giả vờ như là mình không để ý đến trẻ. Trẻ cũng có thể tự qua được cái cơn xung động đó. Và đối với lời khuyên đối với các bậc phụ huynh đó là không nên thỏa hiệp khi trẻ xảy ra những cơn xung động đó và cũng không nên có những cái hình thức mà phạt trẻ tự kỷ. Việc can thiệp đối với trẻ tự kỷ thì cần một thời gian rất là dài. Vậy thì bác sĩ có lời khuyên gì cho các bậc phụ huynh khi mà chăm sóc trẻ tự kỷ tại nhà? Trong quá trình nuôi dạy trẻ tự kỷ thì cha mẹ cũng cần có những kiến thức cũng như là những kỹ năng nhất định để dạy trẻ tự kỷ. Cha mẹ cũng cần dành những khoảng thời gian cho trẻ. Hàng ngày thì nên dành với thời gian khoảng 1 tiếng đồng hồ để có những cái can thiệp cá nhân đối với trẻ bằng khoảng 3 đến 4 những cái hoạt động thông qua đồ chơi, tranh ảnh, sách vở để mình dạy trẻ. Bên cạnh đó thì các gia đình cũng khuyến khích những thành viên trong gia đình cũng như là hàng xóm để hỗ trợ trẻ trong những cái sinh hoạt hàng ngày, trong những giờ chơi, trong bữa ăn và những cái hoạt động sinh hoạt hàng ngày.
Các bậc phụ huynh cũng lưu ý là hạn chế cho trẻ tiếp cận nhiều với các thiết bị điện tử như điện thoại, máy tính, TV, vì là những cái phương tiện đấy nó sẽ tạo cho trẻ một cái thói quen giao tiếp một chiều. Cái việc chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ tự kỷ tại nhà thì nó đòi hỏi các bậc phụ huynh phải hết sức là kiên trì, nhẫn nại và quyết tâm, đồng thời cũng nên đặt những cái niềm tin vào cái sự phát triển của con mình, bởi vì nó cần một cái sự khoảng thời gian rất là dài và thậm chí là những cái vất vả khi mà dạy trẻ tự kỷ. Bên cạnh những cái kỹ thuật trong cái nuôi dạy trẻ tự kỷ thì các bậc phụ huynh cũng cần lưu ý là đưa con mình đến các cơ sở y tế có chuyên khoa cơm bệnh để khám cho trẻ định kỳ. Các bác sĩ và các nhà chuyên môn sẽ cùng bà khám cũng như là trao đổi với gia đình để đưa ra những kế hoạch chăm sóc trẻ tự kỷ trong những cái giai đoạn nhất định. Trẻ tự kỷ khi mà đến độ tuổi đi học thì có nên cho trẻ đến trường hay không? Và nếu có cho trẻ đến trường thì gia đình và nhà trường cần làm gì để giúp trẻ phát triển, thưa bác sĩ? Thì rất cần thiết chúng ta phải đưa cho trẻ đến trường để trẻ được học tập. Và quan trọng hơn đó là trong cái môi trường học tập đấy thì trẻ sẽ khắc phục được những cái khó khăn. Đấy là trong cái giao tiếp, trong cái các mối quan hệ xã hội và trong những cái rối loạn hành vi của trẻ. Thì đối với những cái gia đình có con bị tự kỷ đến độ tuổi đi học thì cũng cần lưu ý đó là cần có sự đánh giá của các nhà chuyên môn qua những cái test để đánh giá xem cái khả năng học tập của trẻ, trí tuệ của trẻ cũng như là cái mức độ tự kỷ, từ đó có thể chọn những cái trường học, những lớp học phù hợp cho trẻ. Đồng thời khi đưa trẻ đến trường thì cần phối hợp chặt chẽ với lại các thầy cô giáo, nhà trường để đồng hành cùng trẻ trong quá trình học tập. Xin cảm ơn bác sĩ về những thông tin hữu ích vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, đau dây thần kinh tọa, còn gọi là đau dây thần kinh hông, thuộc phạm vi chứng tọa cốt phong của y học cổ truyền. Bệnh thường gặp ở tuổi trung niên, những người lao động chân tay, nam mắc nhiều hơn nữ. Nếu không điều trị tận gốc, người bệnh có thể bị suy giảm nghiêm trọng chức năng vận động. Trong chương trình hôm nay, Lương Y Lê Duy Nhất, Hội viên Hội đồng Y huyện Ân Thi sẽ giới thiệu bài thuốc chữa bệnh đau dây thần kinh tọa cho hiệu quả tốt. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Sau đây tôi xin giới thiệu với bà con một bài thuốc chữa đau thần kinh tọa mà hiện nay rất là phổ biến trong nhân dân mình. Bệnh chủ yếu là do nó bị thoái hóa đốt sống lưng, dẫn đến hiện tượng coi như lâu ngày can thận bị suy kém mà dẫn đến hiện tượng coi chèn ép vào dây thần kinh tọa, hay còn gọi là bệnh tọa cốt phong do đông y. Bài thuốc này thì nó gồm có các vị thuốc bắc và thuốc nam, có tác dụng bổ can thận, trừ thấp và thông kinh hoạt nạc để giúp cho bà con tăng thêm sức đề kháng cơ thể và coi như thế nào giảm bớt đau nhức, đi lại nó dễ dàng hơn. Bài thuốc gồm có các vị chữa về đau thần kinh tọa. Bài thuốc này là bổ can thận, trừ thấp, phòng phong là để khu phong, quế chi là tán hàn, khu phong tán hàn, trừ thấp thì gồm có độc hoạt mộc qua và tần giao là để thư cân hoạt cốt. Tức là nó thư cân hoạt cốt làm nó giãn gân cốt ra, nó đỡ căng dây thần kinh tọa và nó giảm đau nhức. Ngưu tất thì là trừ thấp đi xuống dưới, và tục đoạn là bổ can thận, đan sâm kết hợp với nị xuyên khung là để hoạt huyết khứ ứ. Bởi vì theo nguyên tắc chữa phong thấp thì các cụ đã nói rồi, trị phong tiên trị huyết, huyết hành thì phong sẽ tất diệt. Trong quá trình mà huyết hành thì nó sẽ giảm bớt đau nhức. Và tôi do bệnh nhân mà bị đau về lâu ngày ấy, thì nó suy nhược về cơ thể nữa, thì tôi thêm các thuốc bổ, ví dụ như đương quy, bạch thược, đấy là vừa là bổ huyết và bổ can, để các vị thuốc hòa vào với nhau. Mục đích chính vẫn là trừ thấp, bổ can thận và thông kinh hoạt nạc. Cho nên là bà con sử dụng bài thuốc này rất đơn giản, chỉ cần những cái vị thuốc như vậy thôi là nó đã giảm được đau nhức rất là nhiều. Khi sử dụng bài thuốc này thì người bệnh lưu ý những cái phần chính sau. Một là riêng với bệnh thần kinh tọa thì không nên đi lại nhiều, bởi vì càng đi lại nhiều thì nó sẽ càng đau. Cái thứ hai nữa là về kiêng kỵ thì là kiêng thịt chó, thịt gà đấy và canh cua, bởi vì khi uống vào nó sẽ bị tăng canxi và nó đau nhức lên. Thế cho nên là bệnh nhân phải lưu ý và coi như thế là kiêng kỵ.
về đồ uống thì là về đồ ăn rau và cái rau muống đỗ xanh, bởi vì rau muống và đỗ xanh thì nó sẽ làm cho giã thuốc, giải độc mất thuốc thì mất tác dụng của thuốc đi. Và khi uống cái bài thuốc này thì bệnh nhân phải lưu ý là phải uống ấm, lúc còn ấm và nóng, bởi vì bệnh là đa phần do hàn thấp là chính. Các bài thuốc này là đa phần dùng các thuốc ôn ấm để nó lưu thông khí huyết, giảm bớt đau nhức là chính, cho nên là bệnh nhân phải lưu ý không nên uống nước lạnh và cũng không ăn đồ lạnh. Thưa quý vị và các bạn, là một trong ba trung tâm y tế huyện được thụ hưởng dự án hỗ trợ y tế các tỉnh vùng Đông Bắc Bộ và Đồng bằng Sông Hồng sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới tỉnh Hưng Yên, hay còn gọi là dự án NORES. Sau 5 năm triển khai, dự án đã góp phần giúp Trung tâm Y tế huyện Ân Thi nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ y tế, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. Bác sĩ Hoàng Kiều Dung là một trong số 15 bác sĩ của Trung tâm Y tế huyện Ân Thi được tham gia các gói đào tạo thuộc dự án NORES với chuyên khoa siêu âm sản phụ khoa tại Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên. Sau khóa đào tạo, chị được phân công đảm nhiệm vai trò bác sĩ sản khoa với chuyên môn sâu hơn. Trước khi mà chúng tôi chưa được học, chúng tôi cũng có thể bỏ sót qua một số bệnh mà mình không phát hiện ra. Qua quá trình tôi được học và đào tạo thì tôi thấy là chương trình đã mang lại cho chúng tôi rất nhiều điều gọi là thiết thực trong quá trình là khám và chữa bệnh hay là điều trị bệnh cho bệnh nhân, phát hiện và điều trị các bệnh tương đối là ổn định. Khoa hồi sức cấp cứu là một trong những khoa được hưởng thụ nhiều nhất khi trung tâm triển khai dự án NORES. Khoa không chỉ có nhiều lượt y bác sĩ được tham gia các lớp đào tạo về sốc phản vệ, hồi sức cấp cứu chống độc, chống nhiễm khuẩn, đặt nội khí quản, thở máy không xâm nhập, mà còn được trang bị nhiều thiết bị y tế hiện đại như giường cấp cứu đa năng, máy tiêm tự động, máy truyền tự động, máy điện tim 6 cần, máy đo nồng độ oxy trong máu SpO2. Chúng tôi được thụ hưởng cái dự án này và được trang bị những các cái kiến thức về hồi sức cấp cứu. Thì từ những cái ngày đó thì chúng tôi đã được tiếp cận chuyên môn, là được tăng cường về mặt chuyên môn rất là nhiều. Kết hợp với cả trang thiết bị máy móc của dự án thì chúng tôi cũng đã thu dung được rất là nhiều bệnh nhân. Qua quá trình điều trị cũng như là tiếp đón bệnh nhân thì chúng tôi đã được giảm thiểu những các cái trường hợp bệnh nhân cấp cứu chuyển viện, chuyển tuyến, và đã thu dung được tương đối bệnh nhân nằm tại viện và đã giảm được cái tỷ lệ chuyển viện tương đối nhiều. Khi mà chưa có cái dự án NORES hỗ trợ những cái trang thiết bị đấy thì trong cái điều trị cấp cứu bệnh nhân của chúng tôi rất là khó khăn. Ví dụ theo dõi bệnh nhân thì là phải dùng bằng phương pháp thủ công, đo huyết áp thủ công thì không theo dõi tự động được, thì nó gây ra rất nhiều cái khó khăn. Và khi nhất là trong những lúc đi trực mà chỉ có một điều dưỡng, rất là thực hiện y lệnh của bác sĩ nó không được nhanh kịp thời để phục vụ người bệnh, hiệu quả của dự án điều trị bệnh nhân được nâng lên nhiều. Từ năm 2014 đến nay, Trung tâm Y tế huyện Ân Thi đã có 15 bác sĩ, 26 điều dưỡng, hộ sinh và kỹ thuật viên được tham gia các lớp đào tạo theo dự án NORES tại các bệnh viện tuyến trung ương, gồm Bạch Mai, Việt Đức, Phụ sản Trung ương, Tim mạch Hà Nội, Nhi Trung ương và bệnh viện tuyến tỉnh như Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên. Trung tâm được chuyển giao 41 kỹ thuật mới với các chuyên khoa cấp cứu hồi sức, ngoại khoa, phụ sản như kỹ thuật chụp và đọc X-quang, kỹ thuật số, thở máy không xâm nhập, siêu âm Doppler tử cung phần phụ, đặt nội khí quản, nội soi thực quản dạ dày trực tràng. Tổng số trang thiết bị y tế hiện đại trung tâm được thụ hưởng tại dự án là 24. Trung tâm Y tế Ân Thi nguồn nhân lực được cử đi đào tạo để tham dự các lớp của dự án NORES, thì cơ bản thì các đồng chí về là cũng đáp ứng được cái yêu cầu của đơn vị. Năm nay là đến tiến trình là năm thứ 5 thực hiện dự án NORES. Đối với Ân Thi là cái số lượng bệnh nhân chuyển tuyến do những cái bệnh về cấp cứu là một này, hai là các bệnh về sản khoa thì nó cũng đã giảm hơn rất nhiều so với các năm trước. Bệnh mà trước đây phải chuyển thì bây giờ các đồng chí đã xử lý được tại trung tâm, vẫn duy trì cái lượng bệnh nhân điều trị nội trú là duy trì từ 100 đến 130 bệnh nhân hàng ngày, và bệnh nhân khám là từ 300 đến 400 bệnh nhân, thì cái lượng thu dung thôi càng ngày càng đông hơn. Có thể khẳng định
Nhờ sự hỗ trợ từ dự án NORED, sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Sở Y tế Hưng Yên, sự trợ giúp của các bệnh viện tuyến trung ương và tuyến tỉnh, đặc biệt là sự nỗ lực phấn đấu học tập của đội ngũ y bác sĩ trong việc áp dụng kiến thức mới, khai thác hiệu quả thiết bị được đầu tư vào thăm khám điều trị cho bệnh nhân, đã góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh ở Trung tâm Y tế huyện Ân Thi. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện y tế vừa rồi đã khép lại tạp chí Sức khỏe và Đời sống hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.